số ca mắc COVID-19 tại Quảng Ninh bắt đầu lên đến 4 con số một ngày, cũng là thời điểm bác sĩ Dương Văn Linh và những người đồng nghiệp tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Đa Khoa tỉnh thành lập nhóm Facebook tư vấn điều trị COVID-19 online đầu tiên để hỗ trợ cho các F0 tại nhà. Đến nay, nhóm này đã lên tới 3.500 thành viên. Cùng với đó, 3 nhóm Zalo khác với hàng ngàn thành viên cũng đã được các bác sĩ triển khai để kịp thời hỗ trợ tư vấn điều trị các F0 tại nhà. Test cho cháu mà nó bị COVID nhưng mà kiểu như là nó cứ bị sớ ra đấy. Được rồi, em kéo áo lên anh xem nào. Em kéo áo lên anh xem nhịp thở nè. Kéo hết lên nhé để anh xem thở có mạnh không nè. Xem là những dấu hiệu như này này. Nếu như thở nhanh này, bụng nõm lại, bụng hai bên nó nõm lại này, và đầu gật gù theo nhịp thở này, là dấu hiệu của bạn đấy, là dấu hiệu nặng. Hoặc là em bé có dấu hiệu bất kỳ, dấu hiệu như ly bì này, bỏ bú này, quấy khóc này, bỏ ăn này đấy, hoặc là em bé nó không có chơi đấy, không có nhanh nhẹn đấy, thì mình gọi ngay cho bác sĩ ngay. Nhà em có cháu nhỏ mà có cái bệnh COVID này, em rất là lo lắng vì từ trước giờ cái bệnh này mình chưa gặp bao giờ, mà cháu nó nhỏ như này, nó không bệnh, nó lại chưa có cái thuốc đặc trị để cứ điều trị theo triệu chứng này mà, nên là mình rất là lo. Nhưng mà cũng may là được các anh chị bên viện Sản Nhi, các bác ấy tư vấn cho cháu đi kịp thời, nên là cũng hiện tại cháu nó cũng đỡ rồi, mình cũng đỡ, cảm thấy nó cũng đỡ lo lắng hơn. Cái dịch bệnh nó như thế này thì tất cả các bác sĩ đều nghĩ là mình phải làm gì đấy để cho đóng góp cho xã hội trong cái giai đoạn mà người dân cần. Hy vọng là cái nhóm Zalo này trước mắt nó giải quyết được những cái nhu cầu, những cái y tế khẩn cấp, cũng như là mình qua thông qua cái nhóm Zalo này thì mình có thể là truyền thông cho người dân để biết cách sử dụng thuốc đứt đắn, và đặc biệt là có thể phát hiện kịp thời dấu hiệu nguy kịch để bệnh nhân có thể đến viện kịp thời để an toàn cho cả người bệnh. Tương tự như nhóm của bác sĩ Linh, tranh thủ những lúc rảnh rỗi, bác sĩ Hoàng và những người đồng nghiệp tại bệnh viện số 2 lại tham gia hỗ trợ điều trị cho các F0 tại nhà thông qua Facebook, số điện thoại và Zalo cá nhân được công khai. Với kinh nghiệm trực tiếp tham gia điều trị F0, họ đã kịp thời cập nhật các thông tin khoa học chuẩn mực về COVID-19, hướng dẫn điều trị và chăm sóc sức khỏe tại nhà cho F0. Thực ra thì cái nhóm chúng tôi ấy thì cũng là những bác sĩ mà đã từng công tác bệnh viện số 2 thôi. Hiện tại chúng tôi vẫn đang song song duy trì công tác chuyên môn hàng ngày ấy. Thời gian cũng không có nhiều, nhưng mà cũng sẽ cố gắng làm sao để duy trì cái chương trình tư vấn này cho người bệnh, để làm sao mình đưa đến cho người ta thông tin về chính thống nhất và chuyên môn nhất về quá trình điều trị chăm sóc F0. Và vẫn sẽ cố gắng là đảm bảo cái chương trình này kéo dài và thực hiện xuyên suốt. Tiêu chí của chúng tôi là hoàn toàn là miễn phí và phục vụ cho người dân 24/7. Tôi thấy là cái nhóm tư vấn online của các bác sĩ là tốt và hợp lý. Bệnh nhân ở nhà cảm thấy yên tâm, không phải lo về vấn đề đi lại hay là lo về vấn đề sức khỏe của mình nữa. Sự hỗ trợ điều trị tận tâm của các y bác sĩ Quảng Ninh thông qua các nhóm tư vấn điều trị COVID-19 online đang thực sự là nơi gửi gắm niềm tin của người bệnh, đồng thời đóng góp tích cực vào phòng chống, tiến tới đẩy lùi dịch COVID-19.